Xin chào các bạn. Như vậy là một năm cũ cũng đã sắp qua, một năm với đầy biến động của dịch Covid, mọi người chúng ta cùng đói, trong đó có tôi. Sang năm mới chúc các bạn sẽ gặp được nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong công việc. Video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái bộ chuông vui để học và các đồ chơi chúng ta sử dụng bằng remote. Khi bấm nút thì chuông sẽ reng và tên của đội đó nó sẽ được hiển thị ở trên cái led này. Sau đây sẽ là phần hướng dẫn chi tiết, xin mời các bạn chúng ta cùng theo dõi. Thưa các bạn, đây là bộ chuông vui để học. Thì các bạn xem trong các cuộc thi các bạn biết rồi, nó sẽ có một cái bộ thu như thế này, gồm có một chuông và một cái đèn led để hiển thị cái đội nào đã từng bấm. Và các đội chơi sẽ có cái bộ bấm nút kéo dây tới cái bộ này. Tuy nhiên như vậy nó không được gọn và cái đường dây tín hiệu kéo tới nó có thể bị đứt hoặc là bị rối. Do đó mà video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn là chuông vui để học nhưng mà sử dụng các cái bộ remote này, như đều là sóng RF hết. Thì khoảng cách của nó được 100m từ các bộ này tới cái bộ tổng này. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem về cái phần hoạt động trước. Ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 cái remote của 6 đội chơi. Cái này do khách hàng hoặc đặt hàng thôi. Thì thông thường thì chỉ cần tới 3 hoặc 4 đội chơi là nhiều rồi. Thì khi bấm ở trên đây thì nó sẽ sáng cái đèn là đã báo cho chúng ta biết là cái bộ này đã phát tín hiệu đi. Bộ thu này sẽ nhận được tín hiệu, sẽ reng chuông và báo cái đội nào nó đã bấm chuông. Trong thời gian chuông reng như vậy thì các đội khác có bấm thì chuông cũng không tiếp nhận. Bây giờ tôi thử này. Giả sử đội số 2 nha. Sau thời gian reng chuông thì nó sẽ chớp đèn báo đội nào đã bấm. Các đội khác có bấm thì cũng không có tác dụng, vì nó đã khóa tín hiệu rồi. Khi mà cái đèn kia tắt đi, đội đó trả lời. Sau đó ban giám khảo đặt câu hỏi thì sẽ có đội khác bấm tiếp tục. Giả sử như là đội 4, bây giờ tôi bấm hai bộ cùng một lúc này, đội 4 và đội 5 nha. Khi bấm cùng lúc các bạn sẽ thấy nè, đèn nó sẽ cùng chớp sáng nha. Tuy nhiên chỉ có một đội có tín hiệu đến sớm nhất thì đội đó sẽ được ưu tiên trả lời, tức là đội nào bấm nhanh đội đó sẽ được. Cái thời gian nó sẽ tính bằng mili giây đó. Tương tự đội chơi số 2 và số 3 nha. Chỉ có một đội được tính thôi. Thì đây là cái ưu điểm của sóng RF mà các bạn có lập trình. Còn cái bộ RF mà sử dụng IC Logic kia thì hai bộ khi cùng bấm nó sẽ phá sóng và cái bộ thu nó sẽ không nhận được. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn chi tiết về cách tạo ra cái mạch thu và cái mạch phát như thế nào. Xin mời các bạn chúng ta cùng theo dõi. Cái mạch in này các bạn tải trong phần bình luận nhé. Ở trên mạch này nó sẽ có hai cái zoom nối. Đây là rào cái vuông. Đế IC 18 chân. Điện trở 1 ký 2. Transistor H1061. Điện trở 470 ohm. Ở đây sẽ có một cái zoom nối. Cái đế của bớt 5. Các bạn nhớ gắn đúng hướng nhé. Domino 2. Tụ điện 103 2kV. Tụ điện 47 microfarad 25V. Một bóng led đỏ. Relay 5V 5 chân. Tụ điện 104 630V. Biến áp gắn bo
Con này là 12V 1VA. Diode cầu 3A. IC ổn áp 7805. Tụ điện 2200 microfarad 16V. Như vậy là tôi đã hàn mạch xong. Ở đây chúng ta sẽ gắn vào cái module NRF. IC đệm đảo 2803. Các bạn chú ý gắn cho nó đúng chiều nhé. Hai cái sợi dây bớt 5 chúng ta sẽ gắn vào trong đế này. Cái đầu còn lại này thì tôi sẽ kết nối nó với led 7 đoạn nhé. Thì đây là cái led 7 đoạn cathode chung. Các bạn chú ý ở đây nó có dấu chấm này. Thì đây sẽ là hàng trên và đây là hàng dưới. Ở cái bớt 5 này tôi cũng có quy định này. Đây là hàng trên này, đây là hàng dưới này. Thì chúng ta sẽ theo cái đó mà chúng ta cắm vào. Các bạn nhớ này, cái phần rãnh này nó sẽ hướng vào trong hết. Đây là hàng trên nhé, còn đây là hàng dưới. Nhớ cắm đúng á. Cái này hướng vào trong, cái này cũng hướng vào trong luôn. Cái này tôi hướng dẫn là tỉ mỉ lắm mà nha, các bạn cố gắng làm theo. Cuối cùng là con Arduino Nano. Thì con này đầu tiên các bạn sẽ nạp cái chương trình test led 7 đoạn vào nhé. Chúng ta sẽ nạp vào và cắm vào đây để thử xem con led nó đã hoạt động hay chưa. Nếu mà chưa hoạt động thì các bạn kiểm tra lại coi cái bo mạch nó có bị dính, có bị đứt ở đâu không. Các bạn là phải làm được cái bước này thì mới đi được bước tiếp theo. Chứ mạch thì rất là nhiều, linh kiện mua rất nhiều. Các bạn làm cho một đống lớn mà cuối cùng nó trục trặc mà bạn không biết sửa từ đâu là rất là căng. Điện 220 chúng ta sẽ cắp vào đây để thử cái mạch này. Bây giờ các bạn quan sát nha. Cái này nó sẽ hoạt động từ 0 tới số 9 để kiểm tra coi mình gắn đúng led hay không, mua đúng loại hay không, mạch có bị sai gì không. Như vậy là led chạy tốt rồi nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành ráp tới cái mạch tay phát. Đầu tiên các bạn sẽ gắn con trở 1.2, một cái bóng led. Ở chiều dương các bạn sẽ gắn vào phía trong này, một con trở 10 kg, IC ổn áp 7805, tụ điện 2200 microfarad 16V, diode 4007, domino 2. Ở đây có hai cái zoom nối này. Đây có thêm một cái zoom nối nữa. Trên mạch này thì chúng ta có sẽ có ba cái vị trí zoom nối như vậy đó. Cuối cùng là các bạn gắn những cái rào cái này vào nữa là xong. Ở đây các bạn sẽ gắn cái module RF vào đây. Ở đây các bạn sẽ gắn con Arduino Nano vào đây. Và cái con này thì mỗi một đội chơi các bạn sẽ nạp một chương trình vào nhé. Tổng cộng là trên đó tôi sẽ để là 6 cái chương trình. Thì các bạn sẽ nạp cho 6 con và gắn vào 6 bộ. Ở đây là cái chân cấp nguồn. Ở bên đây thì các bạn sẽ gắn cái công tắc vào phía bên đây. Cái domino này thì chúng ta sẽ gắn vào đó là cái nút nhấn. Các bạn để ý này, khi mà tôi bật công tắc đèn sáng nha. Thì khi chúng ta nhấn nút này, khi đã nạp chương trình các bạn sẽ thấy là khi mà nhấn nút thì đèn sẽ chớp một cái.
là tín hiệu đã được gửi đi. Nó sẽ báo lại cho chúng ta biết là chúng ta đã nhấn nút và tín hiệu đã gửi đi thì đèn sẽ chớp sáng. Các bạn chưa nạp chương trình thì nó sẽ không sáng cái đèn này đâu nha. Cái bộ thi chuông vui để học này thì nó sẽ để ở ngoài trời, do đó mà cái đèn này nó sẽ cần sáng hết cỡ. Thì các bạn sẽ bỏ cho tôi cái con trợ mà 470 ohm ở đây đi, và thay vào đó là những cái zoom nối thôi, chứ mà chúng ta sẽ cho cái đèn này sáng hết cỡ. Vì cái đèn LED này nó hoạt động được ở 12V, mạch của chúng ta ra 12V luôn, cấp trực tiếp vào trong đây. Sau đó các bạn sẽ nạp cái chương trình của mạch thu vào. Mạch thu nó chỉ có một chương trình thôi, các bạn nạp vào đây. Bây giờ tôi sẽ cắm điện và thử cho các bạn xem. Rồi, khi tôi bấm nút thì cái đèn LED này sẽ chớp sáng, báo hiệu là chúng ta đã bấm. Cái đèn này sáng có nghĩa là thời gian chuông kêu. Đèn bên đây sẽ chớp nháy báo là cái đội nào đã bấm. Sau đó nó sẽ giữ im như thế này, rồi nó tắt đi. Cái bộ này nó sẽ tự động reset mà không cần cái thêm một cái remote reset của ban giám khảo nữa. Đây là đội số 1 này, sẽ chớp sáng số 1. Sau đó nó sẽ tự động tắt đi. Khi tôi bấm đồng thời hai đội cùng lúc, các bạn sẽ thấy hai cái đèn này đều chớp sáng, nghĩa là tín hiệu đều được gửi đi. Và sẽ luôn luôn có một đội tín hiệu nó gửi đến sớm hơn và được tính. Đội đó sẽ được ưu tiên quyền trả lời. Cái ngõ này giờ chúng ta sẽ gắn ra cái quả chuông này nha. Các bạn sẽ nghe này. Chuông khá to ha. Cái này đội số 2. Còn là đội số 1 bên đây nè. Sau khi chuông reo nó mới cho biết là đội nào bấm đã bấm. Như vậy là tôi đã hoàn tất cái nội dung cái mạch bên trong của mạch phát cũng như mạch thu. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong hộp nữa thôi, nó sẽ hoàn tất một cái sản phẩm hoàn chỉnh. Và thưa các bạn, đây là cái sản phẩm cuối cùng của chúng ta. Có vỏ mica nó sẽ đẹp và hoành tráng hơn. Và đây là cái bộ thu. Giờ tôi sẽ bật lên. Thì thông thường mà chơi vui để học thì chỉ cần khoảng 3 đội thôi, chứ không tới mức 6 đội như thế này. 4 đội là cao. Bây giờ chúng ta sẽ thử nha. Giờ tôi sẽ nhấn này, ví dụ như là đội số 3 đi. Nó sẽ reng chuông. Sau đó nó sẽ hiện số là đội nào đã bấm. Đây, bấm lại nha. Bây giờ cho hai đội cùng bấm cùng lúc nha. Tôi sẽ bấm hai đội cùng lúc xem đội nào bấm nhanh. Các bạn để ý là khi mà chúng ta bấm thì đèn nó sẽ đều sáng hết, tức là tín hiệu đã được gửi đi. Chỉ có một đội được tính trước thôi. Mặc dù hai tín hiệu đều được gửi đi, nhưng mà không có tín hiệu nào nó trống với tín hiệu nào hết. Đây, thử hai đội trên này nhé. Các bạn phải đợi cái đèn kia nó tắt đi. Rồi. Đó, như này là đội số 5. Đội chơi số 5. Đây, các cái tên đội thì đã được khắc ở trên cái vỏ hộp hết rồi. Thử đội số 1 này. Rất là rõ. Trong thời gian mà đèn nó đang sáng thì có đội nào khác bấm nó cũng không có tác dụng nha. Trừ phi là cái đèn thì nó tắt đi. Đó. Tức là nó chỉ được một đội. Và cái thời gian giãn cách nó khoảng được 10 giây. Khi bấm chuông xong thì 10 giây sau mới có quyền bấm tiếp. Như vậy thì trong một câu trả lời chỉ có một đội được bấm chuông thôi. Khi ban giám khảo người ta đã, khi mà ban giám khảo người ta cho đội đó trả lời thì cái bộ này nó sẽ tự động nó reset lại, không cần phải có người reset cái bộ này nha. Sau đó đặt câu hỏi tiếp theo thì các đội khác sẽ tiếp tục bấm để trả lời. Và như vậy bộ chuông vui để học điều khiển từ xa bằng remote xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you.